chừng nó chừng chừng lên cho nó ăn một miếng ốc. Này miếng ốc mình cắt nhỏ ra nè, nhỏ ra đút cho nó ăn. Con rùa này là con rùa ba gờ nha các bạn, thường xuyên nó hay bị bệnh đó là thúi yếm, nó bị thúi cái mai dưới này nè các bạn, nghe chăng cái chỗ nào mà nó nhô ra đó thì mình nuôi nó trong mấy cái chậu xi măng á, và cái trong mấy cái hồ xi măng á, bởi vì cái chân của nó ngắn á, rồi thành ra là nó bò tới bò lui á, bắt đầu nó cọ xát nó chạy nhẹ thì bắt đầu mình không có chú ý á, thì từ từ nó sẽ lan rộng ra, mà đa số là bắt đầu mình thấy nó lan rộng ra là mình cầm cái con rùa lên gần mình á, là bắt đầu là nó có cái mùi thúi lên, là cái đó là nó bị nặng lắm rồi nha các bạn. Cái đó là để dùng cho mấy người mà chuyên nghiệp, người ta chuyên nghiệp về cái vấn đề mà đó là người ta trị nó mới được, người ta cạo ra hoặc là người ta bôi thuốc nó đó, là cái đó bị nặng lắm rồi. Cái đó thường thường đó là mình ở đây có bị mấy con hay bị ngấm luôn, lủng luôn nè các bạn, lủng tới trên luôn nè. Mình thấy tiếc quá mình mới giữ cái mai nó lại để làm kỷ niệm. Đây một con nữa nè. Bởi vậy là mình nấu cái vấn đề là nó bị thúi mai đó, là mình nấu cái cách để mình phòng chống này nha các bạn. Mình theo như mình cái cách phòng chống đó là cái đầu tiên nhất là mình nuôi nó trong cái bể xi măng các bạn, làm sao mà cho cái bể đó nó ở dưới cái đáy hồ đó, nó thật là láng nha các bạn, đừng có để cho nó sừ sừ hay nó chạy xước gì hết trơn, nó bò tới bò lui ngay chân cái chỗ hai bên cái yếm hai bên này nè, là nó cao nó nhô ra nè, dưới chân chỗ vùng này với vùng này nè, là đa số là nó lết nó bò đó, rồi bắt đầu cái nó cọ nhẹ nhẹ bắt đầu cái nó chạy có chút rồi cái bắt đầu nó lan ra, mình không chú ý là bắt đầu nó lan mạnh ra, bắt đầu là mình cầm lên thì mình ngửi được là nó quá nặng rồi. Thì cho nên á là mình khuyên các bạn nào mà nuôi nó làm thú cưng á thì mình nuôi nó trong một cái xô nhựa hay cái khay nhựa gì đó các bạn. Còn các bạn nào mà nuôi trong bể xi măng á, nên chú ý nó thường xuyên nhé. Rồi bắt đầu là mình phải hạn chế nó, mình đem vô trong nhà mình cầm mình chơi rồi, hay hoặc mình thả trong nhà bắt đầu nó bò nè, nó bò cái bắt đầu cái nó nhịp nhịp xuống dưới cái nền của mình đó. Nó bắt đầu nó mới chạy nó lan rộng ra. Đó thì cái cách của mình phòng chống cái đầu tiên cho nó là mình đừng có nuôi ở trong cái bể xi măng, nếu mà nuôi bể xi măng thì các bạn phải làm cho nó láng và lưu ý đó. Ở đây con của mình nó mới có bị nhẹ nè các bạn, thì nó bị nhẹ bắt đầu mình hôm nay mình sẵn tiện đây mình phải dùng cái chai thuốc này mình thoa cho nó luôn các bạn. Rồi bắt đầu mình tiến hành mình thoa thuốc nha các bạn. Mình thoa xong này rồi bắt đầu là mình sẽ chờ cho nó khô rồi mình tiếp tục cái mình bôi với cái thuốc mà nó có mỡ, nó có cái mỡ nó mình bôi lên một lớp nữa nhằm giống như là nước rồi nó không có ngấm vô được, nó làm cho cái vết thương nó nặng thêm. Các bạn nào có cái phương án nào mà hay hơn thì mình cứ comment mình trao đổi cho vui các bạn ơi, chủ yếu là mình tham khảo mà, nhưng mà cái điều đặc biệt nhất là mình cũng muốn tốt cho cái con rùa này thôi, chứ mình cũng không có muốn cho chúng ngấm củ tỏi. Ghê lắm rồi, nó bị nặng rồi,
thường thường á mình quay video á mình không mình làm camera man cho mình các bạn. Đó. Rồi cái chai này đó là cái chai thuốc mỡ nè các bạn. Thì cái này cái tên thường gọi nó là mình gọi là cái chai bảy màu các bạn. Mình kho lên, mình chờ cái lớp này nó khô rồi mình kho lên. Kho lên đừng có để cho nó ngấm nước vô thôi. Rồi khoảng cái chừng mình để khoảng cái chừng 2 ngày rồi bắt đầu cái mình cho nó xuống nước lại cho nó ăn uống. Rồi khoảng cái chừng đó là nửa tháng sau rồi mình làm lại thêm một cái động tác này thêm một lần nữa. Nãy mình đút cho nó ăn miếng ngọc nè. Con ngựa ba gờ này nếu mà nó không có bệnh á, các bạn để nó khoảng cái chừng là 2 tháng không cho nó ăn cũng không sao. Nhà nó khô rồi nè, khô mình dùng cái tay mình bôi cái lớp mỡ này lên. Cái lớp mỡ này nó không có nước, nó không có xâm nhập vô. Các bạn nào mà có cái biện pháp nào hay nữa mình comment trao đổi cho vui nha các bạn, tham khảo cho vui. Ở đây mình nói về cái vấn đề là phòng ngừa thôi. Có cái hiện tượng mà nó bị thú yếm nhẹ nhẹ rồi á, mà các bạn không có phơi nắng, nó thiếu ánh nắng và bắt đầu là nó càng nhanh nữa. Cộng thêm một cái vấn đề là nước, cách có thay nước dơ rồi là nó nhanh lắm các bạn ơi. Rồi đến đây mình xin tạm dừng video tại đây nha các bạn. Rồi mình xin chúc tất cả các bạn gặp nhiều điều may mắn nha.